Vâng, em xin chào các bác nhé. Vào thời điểm cuối năm rồi, bên em đang xả kho thanh lý để thu hồi vốn một số cái mặt hàng. Điển hình như là con máy thổi bụi của thương hiệu Huka này. Con này nó sẽ có chức năng là thổi và hút các bác nhé. Đó, logo đúc đuổi của thương hiệu Huka đây. Đấy các bác nhá. Đó, đến nơi các bác cứ test kiểm tra thoải mái thanh toán sau. Con này công suất của nó là 650W, 650W được chưa các bác? Có một cái túi đựng bụi nữa nhá. Đó, con này thì giá tụt quần luôn, 250.000 bao ship cho các bác toàn quốc. Đến nơi các bác cứ kiểm tra thanh toán sau. Đó, thời điểm cuối năm rồi các bác mua về chúng ta thổi bụi của trong nhà mọi vương được chưa ạ? Rồi đó, cần thổi cần hút gì thì con này nó đều đáp ứng được cho mọi người. Rồi tiếp theo, con này nó sẽ cao cấp hơn một chút. Con này thì nó sẽ có điều chỉnh tốc độ ở dưới đây, dưới cò bấm này, và công suất của nó là 750W, cũng vẫn một đầu thổi và một đầu hút của thương hiệu Huka được các bác. Đó, giá ưu đãi luôn. Giá của con này thì sẽ là 300.000 được chưa các bác? 750W, 300.000. Đó, một con máy của thương hiệu các bác nhé. Máy của thương hiệu, giá mà em đang để giá là, nói chung là giá để thu hồi vốn đấy, chứ thực tế mọi người sẽ không bao giờ mua được với cái giá nó rẻ như thế này thôi. Em chỉ còn tầm 20 con nhé. Chỉ còn 20 con thôi các bác nhé. Nếu hết 20 con này và hết trong thời điểm này thì bên em sẽ quay trở lại cái giá cũ của nó. Thời điểm này thì em đang xả kho để thu hồi vốn thôi. Đó, 750W, 300.000 bao ship cho các bác toàn quốc. Đến nơi các bác cứ kiểm tra và thanh toán sau được chưa? Của thương hiệu Huka các bác nhé. Đó, cái vòi này thì nó được làm bằng cao su mềm được chưa? Nên là các bác không lo vỡ đâu nhé. Đó, thường một số cái hàng giá rẻ của nó sẽ làm bằng nhựa mà nhựa sống, nhựa cứng đấy, nó rất dễ vỡ, nhưng cái này nó làm bằng cao su. Đó, được chưa các bác nhé? Đó, thoải mái luôn, đập thoải mái không lo vỡ được chưa nhé. 300.000, đó, 250.000 và 300.000 được chưa bác? Bác nào mà cần mua cái máy nào đấy thì cứ liên hệ em qua Zalo hoặc số điện thoại 0982051388, em hỗ trợ tư vấn cho mọi người nha. Mọi người hãy nhanh tay lên, chỉ còn 20 con duy nhất thôi. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Các bác cũng có thể thấy nó không? Này. Đó, số nước em thổi này, không còn một giọt luôn. Thổi khô luôn. Yeah. Rồi, ok nhá. Máy thổi khá là khỏe các bạn, thổi bay hết luôn cả một chậu nước.